Mến chào quý vị và các bạn quay trở lại với bản tin SVTV của chúng tôi. Tin cực sốc, Bộ Công an công bố có nhiều tình tiết mới liên quan đến vụ án drama, nhiều thông tin bằng chứng việc có quan chức cấu kết với đám ca nghệ sĩ được khui ra. Kính thưa quý vị, sau nhiều ngày râm ran về vụ cơ quan công an điều tra thành phố Hồ Chí Minh bắt khởi tố các trợ lý của Sơn Phương Hằng thì hiện nay có thêm rất nhiều tình tiết bị Bộ Công an khui ra trong vụ án có quá nhiều khuất tất. Đó là việc tên Phan Văn Mãi cấu kết với đám ca nghệ sĩ bẩn, buộc Bộ Chính trị yêu cầu phía cơ quan công an điều tra phải điều tra lại vụ án drama. Liên quan đến siêu Phương Hằng thì hiện nay, nhiều fan ủng hộ bà chủ Đại Nam đồng loạt thỉnh cầu Trung ương lập tức xem xét vì bà chủ Nguyễn Phương Hằng là người yêu nước thương dân, tuân thủ pháp luật chưa khi nào dám phản loạn, chỉ vì không thể nhìn cảnh dân bị lừa trắng trợn giống Phương Hằng. Đã từng bị thần y lăng băm Võ Hoàng Yên lừa, nên Phương Hằng phải lên tiếng vạch trần rõ bộ mặt chúng trước dân. Mong không ai bị lừa tan nhà nát cửa, nhiều gia đình rơi vào thảm cảnh nợ nần. Hãy xem xét nguyên nhân bắt nguồn từ đâu, có thể được sao kê, hãy sao kê rõ ràng. Những số tiền các đám ca nghệ sĩ này đã kêu gọi của dân khi đi làm từ thiện để không rơi vào trường hợp như tên thần y Hoài Linh 14 tỷ. Đến tận 6 tháng không giải ngân, nếu có thể được hãy điều tra lại tên thần y Võ Hoàng Yên xem có đúng ông ta chữa được bệnh và không lừa hại ai hay không. Cùng điều tra rõ xem các đám luật sư nhà báo dởm bịa đặt hay doanh nghiệp có hay không như nhà báo Hàn Si Đinh Lan kia, ra đã vu khống doanh nghiệp Đại Nam, chống phá nhục mạ siêu Phương Hằng xuyên tạc bôi xấu chính quyền, sao lại thành bị hại. Mong sự công bằng, sự công tâm của luật pháp sẽ luôn có nghiêm minh và chính trực, sáng suốt và rõ ràng trước dân. Thưa quý vị, khi ngày xét xử vấn drama của siêu Đại Nam, thì tất cả người dân đều có một tâm tình và quan điểm, đó là việc càng nghĩ đến cái drama mà bà Nguyễn Phương Hằng phải chịu đựng trong thời gian qua, càng thấy chua chát nực cười với sự lươn lẹo của chính quyền thành phố Hồ Chí Minh. Ông Phạm Văn Mãi và Lê Hồng Nam cùng đám gừng sĩ nhà báo bẩn, việc siêu Phương Hằng tạo ra drama cũng khiến hàng loạt những tên gừng sĩ quan tham lộ diện. Vì quá hoảng loạn nên chúng đã vội vàng cấu kết với nhau, bắt giam bà Nguyễn Phương Hằng kép vào điều 331. Tuy nhiên, sự việc trên đã không qua được mắt của người dân cả nước và cư dân mạng xã hội. Vụ việc đã đến cực đỉnh, không còn gì có thể cứu vãn. Thế là ông Dũng không còn gì để mất sau khi đã thể hiện sự nhượng bộ trong suốt thời gian dài. Thế là ông Dũng không còn gì để mất sau khi đã thể hiện sự nhượng bộ trong suốt thời gian dài. Thì trong chiều ngày hôm qua, ông đại gia Đức Bình Dương đã cùng với luật sư của bà Phương Hằng lại tiếp tục đến tận trại tạm giam T30 để thăm gặp và truyền đạt một số ý kiến của luật sư. Vì theo thông tin thì sự việc của bà Nguyễn Phương Hằng sắp diễn ra liên quan đến việc kiện cáo của bà. Dù cố ép như thế nào đi chăng nữa thì cũng không thể đưa vào tù nếu như bà Phương Hằng không vi phạm pháp luật. Dù bị Công an Thành phố Hồ Chí Minh khởi tố bắt tạm giam đã hơn 13 tháng nay và vụ án đang trở thành tâm điểm gây chú ý đến dư luận quan tâm, và nhất là ảnh hưởng cực lớn đến cư dân mạng, khiến các trang báo chí và các kênh YouTube đồng loạt lên tiếng phản đối chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh, đặc biệt là tên Phan Văn Mãi, Lê Hồng Nam. Người dân cả nước thể hiện sự ủng hộ bà Nguyễn Phương Hằng và cực lực phản đối với việc bắt tạm giam đối với bà Phương Hằng và đưa ra lời bình luận ý kiến rằng tội của bà Phương Hằng chỉ nằm ở mức hình phạt hành chính mà thôi. Đây là một lỗ hổng và sai sót cực kỳ nguy hiểm của pháp luật tại Việt Nam. Và họ sẽ phải chịu trách nhiệm với cách làm việc của mình. Tại sao ở ngoài kia rất nhiều những phần tử viết bài xuyên tạc chống phá những gì vợ chồng bà làm? Thậm chí công ty Đại Nam phải đóng cửa, họ không xử lý người dân. Chúng tôi ủng hộ việc làm của vợ chồng ông Dũng và bà Phương Hằng giúp đời giúp dân nghèo. Sống vì người nghèo, chúng tôi yêu lẽ phải, yêu chính nghĩa. Liên quan đến vụ việc của bà Phương Hằng qua đây, chúng tôi cũng muốn gửi đến quý vị và người dân. Đó là chính nghĩa. Một người dân phải biết sống thượng tôn pháp luật và nên nhớ phải giữ sự kiên định không theo khẩu hiệu hiến pháp của hiến pháp và pháp luật của Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Thời gian qua, hàng loạt các cán bộ đã nhắc đến vụ án của bà Phương Hằng trong vụ án. Trong buổi livestream của mình, đặc biệt là bà Nguyễn Phương Hằng đã nhấn mạnh đến cái tên ông Mãi. Đồng thời, bà cũng hé lộ ông này là một vị lãnh đạo bạc tình bạc nghĩa, cấu kết nhiều thành phần xấu trong những nhân vật mà bà đã từng nhắc đến như là luật sư bẩn, nhà báo bẩn, các ca nghệ sĩ bẩn, ăn chặn tiền từ thiện và các thành phần khác. Hiện tại, thanh tra của Trung ương cũng đang trong quá trình điều tra làm rõ sự việc. Qua cái drama này, đầu tiên chúng ta dành lời khen đến bà Nguyễn Phương Hằng. Vì bà Nguyễn Phương Hằng đã dũng cảm một mình đứng lên để đấu lại với cái bọn xấu kia, khiến cho nhiều người phải nể phục. Không một thế lực nào có thể chống phá được doanh nhân Phương Hằng khi người
Người người đều đồng lòng yêu nước, muốn được sống trong hòa bình và cũng không một thế lực nào lôi kéo dắt mũi được người dân. Chỉ khi nào người dân sụp đổ thì là do chế độ, không còn là niềm tin và sự công bằng ở người dân nữa, thì chuyện gì đến nó cũng sẽ đến. Chứ người dân Việt Nam nếu nói không yêu nước, không yêu cái nơi mình sinh ra, thì có lẽ đó chính là những kẻ có tư tưởng ngoại lai, muốn sống ích kỷ cho bản thân và cho gia đình, cho lợi ích của mình. Mà chứ, giống như bà Phương Hằng và doanh nhân Uy Dũng, mà bị pháp luật cho là sai thì được thôi, người dân chúng tôi sẽ thượng tôn pháp luật và sẽ làm theo pháp luật, là cứ học theo Võ Hoàng Yên, các ca nghệ sĩ bẩn, nhà báo bẩn, luật sư bẩn, để được bà Nguyễn Phương Hằng nêu tên, rồi lớp trẻ cũng sẽ nhìn vào đó mà làm gương, tôi nghĩ thì hệ quả sẽ đi về đâu. Tuổi trẻ có cái nhìn thấu đáo từ nguyên nhân, diễn biến và kết quả của một trận chiến không hề cân sức. Mong muốn mỗi chúng ta hãy vì nhân dân, vì nước thượng tôn pháp luật và hãy tin ở sự nghiêm minh của luật pháp. Sớm hay muộn thì thời cơ đã đến, rác của xã hội sẽ được dọn sạch và sẽ là một nước Việt Nam giàu mạnh tốt đẹp. Tin cực sốc, vụ án siêu Phương Hằng đang khiến cho nhiều người hâm mộ mất kiên nhẫn vào sự công bằng của pháp luật tại Việt Nam. Tòa án Nhân dân bất ngờ tiết lộ lý do quyết định tạm hoãn phiên xét xử đối với bà chủ Đại Nam. Vâng thưa quý vị, lắm lúc có những thứ diễn ra trên đời không phải lúc nào cũng công bằng như chúng ta thường nghĩ. Và trong cuộc đấu tố của vụ án drama CEO Nguyễn Phương Hằng, một minh chứng cụ thể nhất. Thế nhưng bà Hằng không lùi bước trước hoàn cảnh, và nhất là khi được hàng triệu người dân cả nước và cư dân mạng yêu mến và ủng hộ hết mình trong suốt thời gian drama. Và cho đến nay, đặc biệt bà Hằng còn có gia đình nơi luôn dành tình cảm và giúp đỡ bà hết mình. Và nên nhớ bà còn có ông Dũng Lò Vôi, là đàn ông từng trải, đón nhận mọi hoàn cảnh, vẫn luôn là bức tường vững chắc nhất cho bà Nguyễn Phương Hằng. Chính vì vậy, câu hỏi nhiều người đặt ra là không phải ngẫu nhiên, một người phụ nữ chân yếu tay mềm mà dám đương đầu với hàng loạt bọn gian tà, nào là nhà báo bẩn, luật sư bẩn, thậm chí cả lũ quan tham. Trong một cái xã hội đầy dối trá và quỷ quyệt, chứ còn cái đám ăn hôi, bọn ăn chặn tiền từ thiện lươn lẹo thì không là gì với bà chủ Đại Nam siêu Nguyễn Phương Hằng. Hiện nay cho dù bị bắt tạm giam, gia hạn tạm giam thêm hay là gì đi chăng nữa thì cũng chẳng vấn đề gì, bởi bà Phương Hằng đã xác định chơi khô máu với bọn lươn thì bà không sợ gì. Bà là đại gia, có cả núi tiền và nhất là đằng sau, còn có cả ông Huỳnh Uy Dũng là chồng của bà. Giờ đây những bọn lăng băm lừa bịp những kẻ ăn chặn tiền từ thiện mới là những kẻ thấp thỏm lo sợ. Nhưng dù nói thế nào thì tên Mãi hay là Lê Hồng Nam và cái đám ca nghệ sĩ chắc chắn sẽ phải trả cái giá thật là đắt. Bởi đã gieo thì phải gặt, đó là điều chắc chắn. Chính quyền nhà nước là tổ chức quản lý nhân dân, nhưng một khi tổ chức không làm tốt nhiệm vụ thì sẽ bị đào thải. Bởi nhiều phiên tòa bị kết án sai và rất nhiều người bị oan sai, rất nhiều oan sai trong hệ thống pháp luật tại Việt Nam. Đừng nói là tội 331 là một minh chứng, mà ngay cả tội hình sự cũng vô số oan sai. Nhiều người bị tử hình oan, nhiều người ngồi tù oan hàng chục năm trời. Cho nên chúng ta vẫn phải đấu tranh bền bỉ, chứ không bao giờ được bỏ cuộc. Không phải hễ ai cứ bị bắt tạm giam hay bị kêu án thì có nghĩa là kẻ đó có tội. Thông tin báo chí, truyền thông bẩn cấu kết nhau tung tin giả để định tội hay là định hướng dư luận, và bà Phương Hằng là một trong số đó. Báo chí bẩn, báo chí hai mặt, luật sư hai mặt lan truyền thông tin sai sự thật về bà Phương Hằng nhằm xuyên tạc hủy diệt con đường sống của bà Phương Hằng, như hàng loạt thông tin mà chúng tôi đã thông tin đến quý vị trước khi bị bắt tạm giam chỉ vỏn vẹn 2 ngày. Bà Nguyễn Phương Hằng đã réo tên ông Mãi, nguyên chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, thậm chí thì gọi ông này là vô tình vô nghĩa với vợ chồng của bà Phương Hằng. Theo như cách các thông tin rõ ràng thì bà Phương Hằng và chủ tịch ông Phò Mãi có những mối quan hệ được gọi là thân cận vào năm 2020. Vào các thời điểm ông Mãi còn đang giữ cương vị bí thư tỉnh ủy Bến Tre, công ty Đại Nam của bà Phương Hằng đã tài trợ và giúp đỡ nhiều máy lọc nước mặn cho tỉnh ủy viên Bến Tre. Và theo như lời của bà Phương Hằng, hành động của vợ chồng bà Phương Hằng đơn giản là nhằm mục đích giúp đỡ ông Mãi có thêm uy tín với chính quyền địa phương và được leo lên trên những vị trí quan trọng hơn. Tuy nhiên, thành công là bà Phương Hằng mà thất bại cũng là bà Phương Hằng. Chỉ dừng lại ở việc giúp đỡ ông Mãi, thậm chí bà Hằng còn viết thư lên Bộ Chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam, đề nghị Bộ Chính trị cần phải thận trọng ông Mãi vì quá trình cho thấy rằng ông này bạc tình bạc nghĩa và không có độ uy tín. Những hoạt động của bà Phương Hằng nếu nhìn về một phía thì chúng ta thấy rõ ràng là gây hại cho tương lai chính trị của ông Mãi. Nhưng trước đó thì giữa ông Mãi và bà Phương Hằng thì đã có những vấn đề quan trọng hơn nữa. Dù lần này
Ông đã nhận được sự giúp đỡ từ gia đình bà Phương Hằng và ông Dũng Lò Vôi. Nhưng khi đã thành công đạt được điều mình mong muốn thì ông Dũng Lò Vôi và bà Phương Hằng thì ông mãi lại làm ngơ như không biết, không quen. Cũng chính vì vậy bà Hằng đã réo gọi tên ông này ngay trên sóng livestream và trong cái chức vụ mà ông ta nhắm tới sau đại hội lần thứ 12.